Chào các bạn, chắc hẳn thì các bạn đã từng nghe đến cái câu là bạn muốn nhận lại được nhiều thì bạn phải cho đi. Và trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ giới thiệu cho bạn một cái đề tài rất thú vị, đó là thiết lập mối quan hệ, hãy biết cho đi. Sự thật thì mọi người thường nghĩ về bản thân, về công việc của riêng mình, và bất cứ lúc nào bạn cũng đề nghị là giúp đỡ để họ hoàn thành tốt hơn cái công việc của họ, và họ sẽ cởi mở và sẵn sàng giúp bạn sau này. Cái quy luật nhân quả thì không phải là cái quy luật quả nhân. Và rõ ràng thì có cái trật tự định sẵn cho cái quy luật này. Trước hết bạn hãy cho, sau đó bạn có thể nhận được. Trước hết bạn có thể gieo hạt, sau đó bạn mới thu hoạch. Và Tân Đại Dương khuyên bạn đó là bạn nên tìm kiếm những cái cơ hội để có thể là giúp đỡ người khác hoàn thành tốt cái công việc của họ. Mọi nỗ lực của bạn thực hiện nhằm cái mục đích là giúp đỡ những người khác để quay trở lại với bạn một cách nào đó và một cái thời điểm nào đó, mà thường là những cái thời điểm đó thì bạn ít mong đợi nhất. Và hãy phát triển uy tín của bạn như là những người sẵn sàng cho đi, cũng như là luôn khao khát thành công, và hãy tìm cách để trở thành một cái nguồn lực đáng quý giá, đáng tin cậy đối với những người xung quanh bạn, và họ sẽ tự động tìm cách giúp đỡ bạn cũng như là ủng hộ bạn khi mà bạn cần. Và chắc hẳn là các bạn đã từng nghe đến một cái quy luật, đó là bạn càng sẵn sàng cho đi mà không mong đợi được cái sự là nhận lại, thì bạn sẽ nhận được những cái gì là nhiều hơn là bạn mong đợi. Và Tân Đại Dương tin rằng thì chắc hẳn là chẳng có cái nỗ lực nào là vô ích khi mà bạn cố gắng mở rộng các mối quan hệ của mình. Như là những cái hạt giống và các mối quan hệ thì cũng cần có cái thời gian để nó ươm mầm khác nhau. Và một số cái mối quan hệ thì sẽ mang lại cho bạn cái kết quả ngay lập tức. Nhưng mà cũng có những cái mối quan hệ thì bạn phải sẵn sàng làm quen với hai từ kiên nhẫn. Và cũng có một cái tiến sĩ ở trường đại học Hawaii có nghiên cứu về cái phẩm chất này và đặc trưng của những người thành công trong xã hội. Thì điều mà ông khám phá ra đó là sự lựa chọn về cái nhóm tham chiếu. Những người mà bạn giao thiệp chính là yếu tố quan trọng nhất trong cái việc quyết định cho cái sự thành công hay là thất bại mà một người là hơn là bất cứ một cái yếu tố nào khác. Trong khi đó thì Jim Miller cũng đã từng nói rằng nếu bạn muốn bay cao như đại bàng thì bạn không thể cứ mãi bới đất như là gà tây. Vì vậy bạn hãy giao thiệp với những cái nhóm người mà bạn yêu thích, ngưỡng mộ, tôn trọng và bạn trở thành những người như vậy trong tương lai. Sự lựa chọn cái nhóm tham chiếu thì có định hướng mục tiêu và có tinh thần tích cực cho cái sự tạo ra những cái xung lực mạnh mẽ, thúc đẩy cái sự nghiệp của bạn. Và Tân Đại Dương hy vọng là với những cái chia sẻ nhỏ này thì các bạn cũng sẽ thiết lập những cái mối quan hệ là hãy biết cho đi là tốt hơn, và kết quả các bạn sẽ nhận lại từ cái mối quan hệ này sẽ nhiều hơn những gì mà bạn mong đợi. Và cuối cùng thì Tân Đại Dương chúc các bạn luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.